chào quý đệ tử của Chúa và hết thảy quý ông bà chị em. Cảm ơn Chúa tối nay khi chúng ta dọn lòng kỷ niệm sự thương khó của Chúa và sự phục sinh vinh quang của Ngài. Chúng ta đã có những buổi lễ thật tuyệt vời cùng cả những ca từ, những có những giai điệu và tấm lòng chúng ta dâng lên cho Chúa. Tuy nhiên thời gian khá dài, không biết tôi hôm nay tôi tiếp tục để có thể giảng với quý ông bà chị em đến nửa khuya, thì quý vị có thể cùng kiên nhẫn để lắng nghe không? Ôi thưa quý ông bà, chị em, khi chúng ta kể về bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, có lẽ không ngôn từ ý tưởng nào có thể diễn đạt hết. Nhưng khi chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với mình, chắc chắn chúng ta đã tìm mọi cách để có thể bày tỏ một điều gì đó, hồng có thể báo đáp lại những gì Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta qua đối lớn lại. Một câu chuyện được ghi lại ở trong Phúc Âm Mát đoạn 14 cho chúng ta biết đây là một sự kiện xảy ra 6 ngày trước lễ vượt qua, tức là trước 6 ngày khi Chúa Giêsu bước vào trong tuần lễ chịu thương khó. Và khi tham khảo Phúc Âm Giăng đoạn 12 thì chúng ta biết thêm nhân vật này chính là bà Mary. Mary là em của Lazaro, em của Ma-thê, một người phụ nữ được mô tả là người thường ngồi dưới chân của Chúa để lắng nghe lời của Ngài dạy dỗ. Có lẽ trong mối tương giao ấy, Mary là người hiểu được những gì đang xảy ra trong người thầy đáng kính của mình. Vì vậy bà đã tận dụng cơ hội có được là một điều rất đáng giá trị, ấy là điều mình có thể dâng lên cho Chúa trong những giây phút còn lại trên đất của Chúa Giêsu. Và việc làm của bà Mary đã đem lại nhiều kết quả lớn lao. Ít nữa là khi chúng ta tham khảo ở trong Phúc Âm Mát đoạn 14, Giăng đoạn 12, Matthew 26, chúng ta thấy có 3 kết quả được nhắc đến. Thứ nhất, đó là việc làm của bà trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã được lan tỏa mùi thơm khắp mọi nơi. Điều thứ hai, việc làm của bà Mary được Chúa khen ngợi, đây là một việc tốt. Điều thứ ba, khi Mary làm điều gì cho Chúa thì Chúa đã nói rằng việc này sẽ được ghi nhận ở trong lịch sử của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Và bất kỳ nơi nào khi Phúc Âm được rao giảng, việc làm của Mary cũng được nhắc đến. Điều này ghi lại cho chúng ta ở trong Phúc Âm Mát đoạn 14 từ câu thứ 3 cho đến câu thứ 9. Và tôi xin mời quý ông bà anh chị em cùng dò theo phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa ở đây. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là cải phu. Người đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 denier mà bố thí cho kẻ nghèo khó. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để mặc người. Sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được đã xuất sắc ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, ở nơi nào tin lành này được giảng ra, mọi việc người đã làm cũng sẽ được nhắc đến để nhớ đến người. Đặc biệt ở trong câu thứ 3 là câu Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta những điều đáng phải làm khi đóng Christ chết. Thưa quý ông bà anh chị em, căn cứ trên lời của Chúa ở đây, Kinh Thánh đã phán
Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phun. Người Đức Ngài đang ngồi ăn, có một người đàn bà vào, hay là có một người đàn bà bước vào theo một bản dịch khác. Thì nếu muốn đến với Chúa Giêsu để làm điều gì đó cho Chúa trong lúc này, ấy là chúng ta phải bước đến gần Chúa Giêsu. Người đàn bà này đã vượt qua mọi hàng rào ngăn trở. Đã theo phong tục của người Do Thái thì bàn tiệc lúc bây giờ là nơi không có chỗ dành cho những người phụ nữ ngồi. Những người phụ nữ chỉ ở phía sau để làm công tác phục vụ mà thôi, chứ không được phép ngồi vào trong bàn tiệc. Cho nên ở trong bữa tiệc này không có chỗ cho Mary hiện diện. Ấy vậy mà Mary vì yêu Chúa, bà đã không có nề hà và không có một hàng rào cản nào có thể ngăn trở bước chân của bà bước đến gần Chúa Giêsu. Bà đã sẵn sàng bước vào ngay ở trong phòng tiệc để đến gần Chúa Giêsu. Người đàn bà này cũng đã nắm lấy cơ hội để đến gần Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thấy bối cảnh ở đây, Mary là người nắm lấy cơ hội còn có được, bởi vì bà biết rằng đang có những điều sắp xảy ra cho thầy mình ở trong những ngày sắp tới. Vì vậy, bà đã tận dụng cơ hội này trong bữa ăn, một trong những bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất, để đến gần Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay không có những hàng rào bằng bê tông cốt thép, không có hàng rào bằng kẽm gai, nhưng có rất nhiều hàng rào vô hình đang ngăn trở bước chân của quý ông bà anh chị em đến gần của Chúa Giêsu. Một sư quả nhiệm chắc không biết hàng rào trong quý vị là điều gì. Tôi đứng đây cũng không biết hàng rào ở trong cuộc đời của quý vị là điều gì cản trở khiến cho quý vị không đến được với Chúa. Nhưng chính chúng ta biết, Chúa biết. Và tôi có thể liệt kê một ít hàng rào vô hình có thể đang hiện diện và trở nên vật cản lối để ông bà, anh chị em và tôi trong những ngày qua mang danh là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn còn cách xa Chúa lắm. Hàng rào đó có thể là do cái thói quen của chúng ta. Niềm tin trong tôn giáo đối với tôi, quý ông bà, anh chị em, trong một giai đoạn nào đó có thể chỉ là những gia vị của tôn giáo, mà chúng ta không có mối mật thiết với Chúa. Cho nên chính hàng rào này nó giữ cho chúng ta có một khoảng cách với Chúa nhất định nào đó. Hàng rào đó có thể là dư luận của xã hội. Nếu chúng ta nhiệt tâm sốt sắng yêu mến Chúa, có thể sẽ có tiếng này tiếng kia, không phải chỉ ở bên ngoài mà có thể ngay ở trong ban hát lễ, ngay ở trong hội thánh của mình. Ồ, cái ông này, cái chị nọ có vẻ hợp mình hả? Tôi tin Chúa mấy đời rồi đây, chưa thấy nóng cháy. Còn bà ăn mới đi Chúa có mấy tháng, mấy năm, bày đặt lăng xăng. Và chúng ta cảm thấy ngại ngùng, cho nên mình giữ ở một bước chân nào đó. Có những hàng rào có thể đó là sự gì đó. Bởi vì chúng ta có một số điều gì đó mình cảm thấy tự hào về con người, về sĩ diện của mình. Và bây giờ nếu chúng ta là một người sốt sắng thờ phượng Chúa, ngày nào cũng thờ phượng, ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng đi làm chứng, lúc nào cũng có mặt ở ban hát lễ, có lẽ người ta đánh giá mình thấp, cho nên chắc mình phải bày tỏ một cái gì đó để cho mọi người thấy rằng mình có một vị trí nhất định. Cái sự kiêu hãnh ở trong con người của chúng ta cũng là một trong những hàng rào vô hình nó chặn lối chúng ta không đến được với Chúa. Nghe lời của Chúa nhưng mà không có thấm vào ở trong tâm hồn, lý sự, cãi vã, bắt bẻ và đủ thứ khác. Bởi vì thế tôi
vẫn là một người có trình độ nhất. Tôi có những điểm tự hào nhất, cho nên lời của Chúa thì hay, nhưng mà không có quyền để chạm đến tâm linh, để có thể thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi nghe lời của ông đó dạy, tôi nghe lời của chị kia chia sẻ, tôi làm theo, thì người đó sẽ nghĩ rằng tôi như thế này, như thế kia, nó có một chút gì đó, hoặc là hổ thẹn, mất đi cái ảnh hưởng, cái vị trí của mình. Cho nên tôi giữ lại ở một khoảng cách nào đó. Quyền lợi của đời này, thú vui của đời này, sự an toàn của chúng ta ở trong đời này, và thậm chí là sự biến nhát của thể xác, nó cũng có thể là những hàng rào đã ngăn trở những bước chân khi chúng ta không đến gần với Chúa. Một hàng rào khác cũng không kém quan trọng, có thể đó là tiền của. Mãi mê với tiền của, với vật chất, với sản nghiệp, nó khiến cho chúng ta mệt mỏi, nó khiến cho chúng ta không còn thì giờ, nó khiến cho chúng ta còn nhiều điều nữa mà không đến được với Chúa. Chúng ta không đủ thì giờ để kể hết những hàng rào vô hình đang ngăn trở bước chân của tôi, quý ông bà anh chị em đến gần Chúa ở đây. Nhưng tôi tin rằng hết thảy chúng ta trong một cách cá nhân để nhìn lại chính mình, thì chúng ta biết có những bước, có những điều gì ngăn trở, có những hàng rào nào đang vững chắc ở trong cuộc đời của chúng ta, khiến cho trong những ngày qua mang danh là tôi con của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn là những người sống theo bản ngã của mình, làm theo điều lòng mình ưa thích, và rồi ngồi đó cầu nguyện, đứng lên trong ban hát lễ, hát thánh ca, ca ngợi Chúa, tham dự giờ thờ phượng, nhưng lòng của chúng ta cách xa Chúa lắm. Có những cơ hội trong cuộc đời Chúa đưa đến cho chúng ta để có thể cảnh tỉnh, để có thể nhắc nhở, để có thể dục dạ. Ngay khi chúng ta ở riêng với Chúa trong sự cầu nguyện, ngay khi chúng ta đọc lời Chúa trong giờ tĩnh nguyện, ngay khi chúng ta tham dự một buổi bồi linh, lời nhắc nhở của một đầy tớ Chúa hoặc là một anh em nào đó, vân vân, rồi chúng ta cảm động nhất thời, ồ, xin Chúa cho con có thể nắm lấy cơ hội này, cảm ơn Chúa Ngài đã nhắc nhở con quyết định điều này, con quyết định điều kia, nhưng rồi chúng ta vẫn không có thể nắm lấy được cơ hội đó tiếp tục để có thể thiết lập với Chúa một mối tương giao, nối kết với Chúa một cách mới mẻ, trải nghiệm được linh quyền của Chúa trong đời sống. Cảm động thì nhất thời, nước mắt có thể ràn rụa, cầu nguyện thì thật dài, nhưng rồi vẫn cứ ngày này qua ngày kia ở trong cái tình trạng tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cơ hội đến rồi đi. Ở trong đời thuộc linh của chúng ta rất nhiều lòng hối tiếc, ước gì và ước gì, nhưng mãi mãi ước mơ nó vẫn chỉ là mơ ước ở trong cuộc đời quý ông bà anh chị em, và chúng ta dậm chân tại chỗ. Có những người không có lớn lên trong Chúa, nuôi hoài mà không thấy tăng trưởng, học hoài mà không thấy lên lớp, và rồi chúng ta vẫn tự hào mình là người như thế này, dòng dõi như thế kia, quen biết với ông này, với bà nọ, nhưng mà đời sống của chúng ta với Chúa rất xa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em và tôi ngày hôm nay để có thể dọn lòng kỷ niệm Chúa chịu thương khó và vui mừng để có thể bước vào trong những giây phút trải nghiệm được quyền năng phục sinh vinh quang của Chúa, thì tôi với quý ông bà anh chị em cần phải tra xét lại chính mình để xem coi tôi với quý ông bà anh chị em là những người gần Chúa hay chúng ta đang là người sống xa cách Chúa. Nó không phải khoảng cách địa lý, nhưng khoảng cách trong mối giao tiếp, ở trong tình yêu, ở trong lòng kính sợ, ở trong niềm tin đối với Chúa của mình. Và đêm hôm nay, quý ông bà anh chị em và tôi đang ở trong đêm kế cận
với đêm Chúa chịu thương khó. Chúng ta đang ở trong tuần lễ thánh. Một số các đức giáo giới gọi đây là mùa chay. Cái chữ chay này không có nghĩa là kiêng khem, mà chay này ở trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thay đổi thái độ, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi. Và chúng ta tiếp nhận cái cơ hội này để có thể thay đổi cái lối sống, thay đổi cái hành vi, thay đổi cả quan điểm của chúng ta. Để rồi Chúa dành cho chúng ta một cơ hội, cho chúng ta có một duyên điện để mình có thể bứt phá tất cả mọi hàng rào ngăn trở, bước đến gần Chúa Giêsu, đấng đã bày tỏ bằng chứng tình yêu của Chúa cho tôi, cho quý ông bà anh chị em thật tuyệt vời. Hầu cho chúng ta bước vào ngày lễ thương khó phục sinh, nó không phải chỉ là nghi lễ, không phải là tập quán tôn giáo, nhưng mà thực sự chúng ta nếm trải sự ngọt ngào, ý nghĩa và nếm trải sự phước hạnh từ nơi đấng đã vì chúng ta chịu chết để chúng ta sống. Phước hạnh ấy tuôn đổ trên chúng ta một cách riêng biệt. Điều thứ hai trong câu kinh thánh này dạy cho chúng ta: Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là phải phun. Ngài đưa một bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy vào căn phòng thật rất quý giá. Điều đáng phải làm khi Đấng Christ chịu chết đó là sẵn sàng của lễ dành cho Chúa. Ở đây sở dĩ người này, bà Mary chuẩn bị của lễ cho Chúa được là vì bà hiểu biết Chúa một cách sâu sắc. Như tôi vừa trình bày ở trên, bà là người ở gần Chúa, có một mối tương giao với Ngài, cho nên bà chắc chắn đã hiểu được điều Chúa nói, những gì xảy ra trong cuộc đời của Chúa. Ở trong mối tương thông giữa Chúa với bà, Thánh Linh của Chúa đã bày tỏ cho bà biết điều gì mình phải làm và làm như thế nào để việc làm của mình nó có giá trị. Vì vậy bà đã chuẩn bị dâng cho Chúa của lễ. Bà chuẩn bị dâng cho Chúa của lễ không phải trong hời hợt, không phải ở trong nhất thời, mà chuẩn bị rất chu đáo. Cái đánh diễn tả cho chúng ta ở tại đây, Mary đã chuẩn bị. Tôi tin rằng bà là người chuẩn bị từ ở trong tấm lòng của mình một của lễ dành cho Chúa. Bà đã chuẩn bị cả sự sống của mình để dâng cho Chúa. Bà chuẩn bị của lễ mà trong phúc âm Giăng ghi lại cho chúng ta rằng chai dầu cam tòng hương thật rất quý giá. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là người hiểu biết Chúa và liên hệ với Chúa một cách sâu sắc, hay chúng ta biết Chúa một cách nông cạn qua loa? Mỗi ngày ông bà anh chị em có đến gần Chúa để nghe tiếng của Chúa phán dạy không? Vì thì giờ cuộc sống quá bận rộn, cho nên chúng ta hối hả, chúng ta vất vả ở trong đời này, rồi chúng ta mệt lã, cho nên không còn có thì giờ để tra xem, học hỏi lời của Chúa, để ngồi ở bên cạnh lắng nghe tiếng của Chúa phán dạy. Mà hiện nay có đôi lúc chúng ta chỉ có giao thông một chiều, đó là con nói Chúa phải nghe. Ồ, con có nhu cầu này, con có chuyện kia gấp lắm, cho nên con trình bày với Chúa khẩn cấp, mà con không có thì giờ để nghe tiếng của Chúa phán của con. Cầu nguyện với Chúa rất gấp gáp, amen, vù một cái. Thờ phượng Chúa rất gấp gáp, chưa kịp chúc phước, vù một cái. Và chính vì chúng ta thiếu đi gần gũi lắng nghe tiếng của Chúa phán dạy, đã làm cho tôi với quý ông bà anh chị em trở nên những người sống mò mẫm ở trong thời gian, vì không hiểu ý muốn của Chúa muốn mình làm gì, làm như thế nào, cho nên chúng ta trở người lăng xăng, làm hết việc này đến việc kia, thấy dường như là một người bận rộn, là một người sốt sắng ở trong nhà của Chúa,
nhưng mà chẳng có việc gì nó ra gì. Chẳng có điều gì giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và lắm khi đêm nằm xuống mà nhìn lại, chúng ta cũng thấy mình hổ thẹn, lăng xăng, yếu chứ, nhưng chẳng có cái gì ra gì. Bởi vì chúng ta không biết được ý muốn của Chúa. Nhưng khi ông bà anh chị em có lời của Chúa dạy dỗ rồi, thì chúng ta sẽ là một người không phải là mò mẫm ở trong trần gian này, trong phương diện thuộc linh nữa, mà chúng ta sẽ là một người biết mình làm gì để có giá trị dâng lên cho Chúa của chúng ta. Vì không có lời của Đức Chúa Trời, cho nên không có lạ gì tôi với quý ông bà anh chị em ở trong danh phận là tôi con của Chúa, nhưng chúng ta đang dành rất nhiều điều cho đời. Và thậm chí chúng ta đã dâng hết cho đời, đang dâng hết cho đời, chẳng còn gì để dâng cho Chúa. Nếu có nhiều khi không dám nói với ai, nhưng chúng ta đang toan tính dâng cho Chúa những điều thừa thãi. Việc làm đó là phóng sinh. Để có thể làm điều giá trị khi đấng Christ chịu chết của chúng ta, thiết tưởng tôi và quý ông bà anh em phải là người phải dành những ưu tiên ngay trong cuộc sống đầy những bận rộn hối hả này, để chúng ta có thì giờ đến với Chúa, học hỏi lời của Chúa, nói với Chúa và nghe được tiếng của Chúa phán dạy cho mình mỗi một ngày. Đừng bao giờ chịu rời khỏi trong thì giờ riêng tư với Chúa nếu chúng ta chưa nhận được điều gì Chúa dạy cho mình trong ngày mới. Và cứ mỗi ngày Chúa dạy mình, Chúa dạy mình, chúng ta sẽ trở nên một người khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng ta, và cảm nhận được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình, và trở nên một người thọ ơn, biết ơn, trở nên một người khôn ngoan để chuẩn bị những của lễ dâng lên cho Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người không có chuẩn bị những của lễ để dâng lên cho Chúa. Nếu không phải dâng thì dâng những của lễ hết sức là ngượng ngùng, ngượng ghét. Dâng những của lễ mà không có xem xét kỹ. Tôi có biết một số tín hữu dâng cho Chúa tờ vé số. Có những tín hữu dâng cho Chúa những đồng tiền, nhưng mà mình tiếc, bởi vì dự định trong lòng dâng cho Chúa có 20 đồng mà không có chuẩn bị trước, cho nên dâng cho Chúa cả trăm, bây giờ ngồi tiếc đi tiếc lại. Dâng cho Chúa những thì giờ thờ phượng mà rất đáng tiếc là phải bỏ một cuộc hẹn với ai đó. Dâng cho Chúa một của lễ mà không có thật. Tiền có thể là tiền thật, nhưng cái lòng không có thật dâng cho Chúa. Dâng cho Chúa của lễ thờ phượng có mặt ở trong nhà thờ mỗi Chúa Nhật, nhưng mà cái lòng không có thờ phượng Chúa thật. Cho nên rất nhiều lần ở trong cuộc đời của tôi, quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã phạm sai lầm này. Không có chuẩn bị để dâng cho Chúa những của lễ đáng gọi là của lễ. Không dâng cho Chúa những của lễ thật như chính Mary đã dâng. Bởi vì nó không xuất phát từ tâm lòng. Chúng ta không có đặt cả sự sống của mình vào ở trong việc dâng cho Chúa những của lễ như chính Chúa đã phán dạy ở trong Roma đoạn 12: hãy dâng thân thể anh em là của lễ sống và thánh đẹp lòng của Chúa. Hãy dâng cho Chúa những của lễ tài năng, của lễ ân tứ, thì giờ, sức lực, những điều khác để có thể làm điều gì đó, dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Thôi đi giữ những cái gì mình đang có ở trong riêng tư vị trí. Thôi đi đừng có giữ ở trong cái tình trạng vô cảm,
trước ơn của Chúa và đến với Chúa với tấm lòng trống không, ca sạn và bàn tay chẳng có gì để dâng lên cho Ngài. Một người đến thờ phượng Chúa nhưng không có gì để dâng lên cho Chúa, ngay cả tâm hồn. Và cũng đừng bao giờ mà bà anh chị em nghĩ rằng mình nghèo, không có gì để dâng cho Chúa. Tôi không có tài, cho nên tôi không có gì để dâng cho Chúa. Không phải. Tất cả mỗi người của chúng ta đều có những của lễ. Không phải chỉ một của lễ, mà rất nhiều của lễ để có thể dâng lên cho cứu Chúa của chúng ta khi chúng ta sống trong tinh thần biết ơn Chúa của chính mình. Điều thứ ba, lời Chúa dạy chúng ta ở đây, Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon kẻ phung. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tầm thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Điều đáng phải làm khi đóng cái chịu chết đó là tặng hiến những gì mình có cho Chúa. Câu chuyện ghi lại cho chúng ta ở đây, Mary là người dâng cho Chúa tất cả những gì mình có. Mary là một người thiếu nữ Do Thái, bà đã tích cóp chuẩn bị tiền bạc để mua một số lượng dầu thơm. Người ta có thể mua cái chai bằng đá, bằng sành để đựng dầu thơm. Nhưng ở đây Mary rất cẩn trọng cho chính mình, cho tương lai của mình. Bà chuẩn bị mua cả bằng cái chai bằng ngọc, rồi cứ tích cóp tiền bạc và mua dầu cam tầm hương ấy đổ vào ở trong cái chai này. Nhưng bây giờ đây, bà lại đem cái chai bằng ngọc đựng dầu cam tầm hương thật rất quý giá, không phải là đổ để đầu Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà bà đập bể ra. Phí không? Cái chai này còn có thể sử dụng lại được mà. Cái chai này có thể bán lấy tiền nữa mà. Không. Mary đã đập bể cái chai bằng ngọc đó và xức dầu trên đầu Chúa Giêsu, và dầu đó chảy đến chân của Chúa Giêsu để nói lên rằng bà không giữ lại gì cho mình, bà muốn dâng tất cả những gì mình có cho Chúa với những giá trị của nó. Theo các nhà giải kinh thì nó là một cái chai dầu cam tầm hương như vậy thì nó trị giá cả một năm tiền lương lao động. Và đồng thời, về phong tục tập quán, khi một người thiếu nữ chuẩn bị về nhà chồng thì người đó phải biết tích cóp để mình có được cái chai dầu càng nhiều về số lượng chừng nào. Khi mình bước về nhà chồng thì gia đình chồng sẽ đánh giá người nữ này có sự chu đáo, cẩn trọng, vân vân, nhiều mặt khác khi nhìn về con dâu, nhìn về người vợ. Và chính nó sẽ là định hướng tương lai, giá trị của cuộc đời mình ở trong những ngày khi lập gia đình. Nhưng bây giờ đây, Mary không tiếc rẻ việc hết, dâng hết cho cứu Chúa của mình trước khi Chúa chịu chết. Ở đây Mary còn làm công việc nữa, ấy là bà phục vụ và tôn cao Chúa. Ở trong phúc âm Giăng đoạn 12 câu 3 diễn tả cho chúng ta chi tiết như thế này: Mary lấy cân dầu cam tầm hương thật rất quý giá, sức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình lau chân Ngài. Sức dầu là một trong những ý nghĩa người Do Thái hay là khi người ta muốn tôn cao một nhân vật nào đó hay tỏ lòng yêu quý thì họ cũng sức dầu. Và trong luật của Môsê quy định, đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ sức dầu cho ba chức vị quan trọng. Đó là sức dầu để tấn phong làm tiên tri, sức dầu để công nhận làm thầy tế lễ, sức dầu để có thể tấn phong người đó làm vua. Và trong ý nghĩa thứ ba, người ta sức dầu là sức cho một người đã chết để gọi là sức thuốc thơm cho xác trước khi chôn. Mary đã làm điều này với Chúa.
để phục vụ Ngài. Và đồng thời, Kinh Thánh chép cho chúng ta một điều hết sức sống động. Mary đã xức dầu cho chân Chúa và lấy đầu tóc của mình cúi xuống sát chân Chúa Giêsu, dùng cái đầu tóc của mình như là một cái cách lau lau chân Chúa Giêsu. Với một người thiêu nữ, đầu tóc là giá trị, đầu tóc là vẻ đẹp, đầu tóc là điều cao trọng mà mình tự hào. Nhưng giờ đây với Mary, bà sẵn sàng đem những gì cao trọng vinh hiển nhất của mình, đẹp đẽ nhất của mình, đặt ở nơi thấp nhất của Chúa Giêsu để có thể phục vụ Ngài. Tôi quý ông bà anh chị em, khi quý vị thờ phượng Chúa, cái chữ thờ phượng này có nghĩa là làm một điều gì đó giá trị cho Đức Chúa Trời. Hát là một điều giá trị cho Đức Chúa Trời. Ngồi lại thờ phượng sáng hôm nay, tối hôm nay cũng là một điều giá trị dâng lên cho Đức Chúa Trời. Dâng cho Chúa những đồng tiền là điều giá trị dâng lên cho Đức Chúa Trời. Cho nên ông bà anh chị em và tôi muốn làm một điều gì đó giá trị cho Chúa. Chúng ta có nhiều điều để có thể làm nó trở nên giá trị và dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngay ở trong mùa kỷ niệm Chúa Thương Xót, tưởng gì ông bà anh chị em và tôi kiểm tra, nhìn lại tất cả những gì ở bên trong của chúng ta có được, tất cả những gì ở bên ngoài chúng ta có được, để có thể dâng lên cho Chúa như là một của lễ giá trị. Ông bà anh chị em và tôi có thể dâng tất cả những gì vinh hiển của mình, quyền lợi của mình, sự an nhàn yên ổn của thân thể mình, hoàn cảnh sống của mình, để trở nên người bận rộn nhọc nhằn vì phục vụ Đức Chúa Trời, chăm sóc anh em. Đó cũng là những của lễ mà chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời. Tất cả những gì mà chúng ta đã từng làm vua để cai trị trong cuộc đời mình, làm theo ý muốn của mình, bây giờ đây đặt dưới chân của Chúa và dâng lên cho Ngài. Đó là một của lễ giá trị mà tôi, quý ông bà, anh chị em dâng lên cho Chúa. Có kỳ lạ, con người của chúng ta có một bản ngã và đề cao mình một cách quá mức, bởi vì chúng ta luôn thấy mình là quan trọng lắm, ích kỷ, chúng ta kiểm cú xuống. Nhưng ở đây học theo gương của Mary, xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em cúi xuống thật thấp ở trong cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng, cúi xuống thật thấp để không thấy mình quá cao mà có thể trở nên một đầy tớ để phục vụ Chúa. Cúi xuống thật thấp để dâng tất cả những gì vinh hiển cho Đức Chúa Trời và trở nên một người phục vụ cho anh em, phục vụ cho đồng loại của chúng ta, để có thể góp phần mở mang vương quốc của Chúa trên đất. Đây là một thách thức, đây là một điều mà Chúa chờ đợi tôi với quý ông bà anh chị em, để chúng ta có thể phá vỡ tất cả những gì cứng cỏi, những cái gì kiêu hãnh của chúng ta, để mình đặt chúng ta thấp nhất dưới chân của Chúa và làm điều này điều kia để danh của Chúa được tôn cao. Và lúc ấy tôi với quý ông bà anh chị em đã trở thành một con người tầm hiến những gì mình có cho Đấng chịu chết hầu cho chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Có một câu chuyện kể lại rằng ở tại một bệnh viện của trung tâm thành phố Berlin, trong một buổi chiều nọ, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân già nghèo, ông té và bị gãy xương. Ông vốn là một người ăn xin lề đường và ông thường xuyên ngồi lề đường để thổi kèn và tìm kiếm những đồng tiền thương hại của người khác. Nhưng chẳng may, ở trong khi già cả đi lại khó khăn, ông đã té và gãy cái xương sườn. Những người đi đường đã thương hại và đưa ông vào trong bệnh viện để cấp cứu. Và dĩ nhiên ông cũng là người không có bảo hiểm y tế, cho nên các bác sĩ làm y tá lúc bây giờ họ đã phải xảy ra một cuộc tranh luận. Ông bác sĩ thì nói rằng cần phải cứu, bởi vì đây là một người già, và nếu trường hợp để gãy xương sườn như vậy để lâu thì nó bị nhiễm trùng ấy, vâng vâng, phải cấp cứu ngay, mổ ngay. Y tá trưởng và các nhân viên nói rằng mổ là điều cần rồi,
Nhưng mà nếu mà hạch toán đó, thì bây giờ mổ là tốn tiền, và như vậy thì sẽ lâm vào ở trong tình cảnh là mất đi cái nguồn thu nhập ngân sách cho bệnh viện. Ai sẽ là người chịu điều đó? Họ cãi qua cãi lại một hồi, vì bác sĩ này nói rằng thôi tôi chịu trách nhiệm, tất cả chi phí của ca mổ này tôi sẽ lo, và tôi sẽ trực tiếp ở trong ca mổ này để mổ cứu sống cho ông cụ. Ông cụ đã được phẫu thuật, hồi tỉnh lại ở trong phòng. Nhưng rồi vào một đêm nọ, khi ông cụ đang còn nằm ở tại bệnh viện, thì nhà chức trách lúc bấy giờ đang rượt đuổi một kẻ cướp, và cảnh sát đã bắn lùng bụng của một người thanh niên là kẻ cướp đó. Họ đã bắt anh và đưa vào trong bệnh viện để cấp cứu, cứu sống mạng sống của anh. Và khi người ta xét nghiệm thì người thanh niên bị thương này, anh có một cái nhóm máu khá đặc biệt, đó là nhóm máu AB trừ. Và nhóm máu này là hiếm, chỉ có một vài loại máu mới có thể tiếp huyết cho cái nhóm máu này khi cần thiết. Nhưng mà trong đêm đó thì ngân hàng máu của bệnh viện không còn cái loại máu nào có thể cấp cứu được cái anh thanh niên đang bị thương này. Mà người ta xem lại hồ sơ thì ông cụ già phổi kèn kia, người ăn mày, lại có một nhóm máu cũng là AB trừ cùng với nhóm máu của chàng thanh niên bị thương này. Vì bác sĩ đã đến nói với ông cụ già là: cụ ơi, bây giờ tình huống như vậy cụ có thể giúp đỡ không? Vì cụ cùng cái nhóm máu với người đó. Ông cụ già nói rằng: ô, tôi sẵn sàng. Và cụ giơ tay lên để cho mọi người chích vào ven và rút máu. Sự việc qua đi, và đến sáng hôm sau, vị bác sĩ phẫu thuật cho cũng như cấp cứu cho người trai trẻ kia, bác sĩ này đã đến bên giường bệnh của cụ ông và nói như thế này: cụ ơi, tôi xin báo tin vui cho cụ, đó là nếu không có máu của cụ trong đêm qua mà cho thì người thanh niên kia đã chết. Cho nên qua việc mà giúp máu của cụ đó đã cứu một mạng sống của chàng thanh niên, và có cơ hội cho người thanh niên này có thể thay đổi cuộc đời. Ông cụ rất là bình tĩnh, tươi cười và nói với bác sĩ rằng: thật ư? Một người đến như tôi như thế này mà cũng làm được một việc có ích như thế sao? Một người tệ như tôi, nghèo như tôi, già như tôi mà cũng còn có thể làm được một việc có ích như thế sao? Thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện này kể lại để cho tôi và quý ông bà anh chị em biết rằng không một ai trong chúng ta ngồi đây mà lại có thể nói rằng tôi không biết làm gì, tôi cũng chẳng có gì để dành ra và dâng cho Chúa. Hễ thảy quý ông bà anh chị em và tôi, khi chúng ta thoát khỏi cái vỏ tư kỷ của chúng ta, vượt lên trên những gì biến nhát của chúng ta, vượt lên trên những gì tầm thường của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên một con người có thể làm được điều gì đó cho chính đấng Christ, đấng chịu chết vì chúng ta ngay trong đêm hôm nay và những năm tháng còn lại của mình. Lời của Chúa phán dạy chúng ta ở đây: tôi và quý ông bà anh chị em là người có thể bước đến gần Chúa Giêsu. Tôi và quý ông bà anh chị em là người có nhiều của lễ, và chúng ta có thể sẵn sàng dâng những của lễ đó cho Chúa và tận hiến những gì mình có cho Ngài. Và lúc ấy, dù chúng ta là ai ở trong tình cảnh nào, thì tôi và quý ông bà anh chị em đều là những người đã làm được điều đáng phải làm cho đấng Christ, đấng chịu chết vì chúng ta. Và chúng ta sẽ bắt đầu sống những ngày mới, có thể qua một bước ngoặt nào đó, có những thách thức trong cuộc đời, nhưng chúng ta phải là những con người bắt đầu nếm trải sự sống mới, sống một đời sống ý nghĩa, và thấy rằng mình đang sống ở giữa cuộc đời này và trong cả hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất này, cũng như trong cả đời đời của Chúa chúng ta. Nguyện Chúa dẫn ông bà anh chị em đến với lời Chúa, dẫn ông bà anh chị em bước vào một mùa thương khó phục sinh năm nay, thực sự là những người có những cam kết với Chúa để bắt đầu sống một cuộc đời có ý nghĩa khi chúng ta làm những việc đáng phải làm cho Chúa của chúng ta.